Thưa quý vị và các bạn, Đồng Nai có 4 rồng vàng, Lộc Quạ, Lễ Phú, Sang Đàn, Nghĩa Thi. Tên tuổi tài đức của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa từ xưa đã được nhân dân tôn vinh, danh tiếng rồng vàng, được lưu truyền hậu thế. Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tọa lạc trên đường Huỳnh Mẫn Đạt thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là nơi yên nghỉ của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, nhà thơ yêu nước, dị quan thanh liêm, tác giả tiên phong của sân khấu tuồng Việt Nam. Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, nơi giáo dục tinh thần hiếu học, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Nhà trưng bày trong không gian khu tưởng niệm là nơi giới thiệu nhiều hình ảnh và tác phẩm nổi tiếng của ông. Trong đó có Kim Thạch Kỳ Duyên là một trong những vở tuồng cổ nhất Việt Nam và là tác phẩm tuồng đầu tiên được dịch ra tiếng Pháp, lưu diễn nhiều nơi. Ca ngợi tình yêu chung thủy, khinh ghét kẻ tham vàng, bỏ nghĩa. Rất là tự hào khi phường em là mang tên của danh nhân văn hóa Bùi Hữu Nghĩa. Đoàn phường thì hàng năm là cũng là tạo những cái buổi về nguồn cũng như là biết thêm được những cái truyền thống quý báu, góp phần xây dựng cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa là một vị quan thanh liêm cương trực, được nhân dân yêu mến. Năm 1835, ông Đỗ Giải Nguyên kỳ thi hương, trường thi Gia Định. Từ đây, ông gian danh khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Ông được bổ làm quan tri huyện Phước Chánh, Phủ Phước Long, tỉnh Biên Hòa, rồi làm tri huyện Trà Giang. Ông còn là một nhà giáo mẫu mực, người thầy thuốc, nhà thơ, nhà văn, nhà soạn tuồng nổi tiếng của miền Nam vào cuối thế kỷ 19. Hàng năm tụi em qua tới đây để thắp hương cho cụ, để tưởng nhớ những công lao cũng như là những dấu ấn để cụ để lại. Và con sẽ cố gắng học tập để mai sau có thể mà đáp lại những sự cống hiến của các tiền nhân đi trước. Với môn sinh, ông không chỉ dạy văn chương, chữ nghĩa mà còn dạy đạo làm người. Ông khuyên học trò cố gắng học tập. Dẫu có ruộng nương 5-7 mẫu, sau bằng kinh sử một đôi pho. Hơn một thế kỷ qua, gương sáng rồng vàng thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa luôn là niềm tự hào của nhân dân đất Tây Đô nói chung và Nam Bộ nói riêng, góp phần làm dày thêm bản sắc văn hóa cho vùng đất này. Tưởng nhớ cuộc đời sự nghiệp của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ về tấm gương sáng, nhân cách và đạo đức của ông. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tôn tạo, mở rộng khu mộ thành khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, đưa vào hoạt động từ năm 2013. Hiện đây, khu tưởng niệm đã trở thành địa chỉ tham quan, sinh hoạt truyền thống, giao lưu văn hóa, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, nhân dân và du khách gần xa.